mà đi mẹ hà mẹ em về đất của anh mà em lại bật thì em bật làm sao được, mà trong khi em là thằng trẻ con em bật kiểu gì, đúng không? Đánh thì đánh người ta phải có lý do, thì mẹ công không làm gì nhưng tôi đi đánh công. Kể cả tôi nhá, nói thật luôn, ngày xưa tôi trầu trầu thì ví dụ mà ai va chạm vào xe mình là rất hùng hổ, à, đi mẹ ăn chó em đi cái gì ấy ấy. Ngày xưa mà thôi tôi mà còn đi Dream ấy, 29V6, 9111, Diêm Việt những độ Thái, Bô 2543, đi mẹ à mà đi vào ngõ vẩy, thi thoảng vẩy số 2, bạch phát, quýt đâm xe chạm phát thôi. Ấy, sướng. Đi ta ăn chó làm điều gì ấy? Hả, chờ. Khẩn khẩn đấm người ta một cái, đấm làm cái gì? Đến lúc luật nhân quả, đến bây giờ lớn thế này, nghĩ lại, thấy là mình sai. Ai chả có thời trẻ trâu, làm gì có bảo ai không ra đường người xưa không đánh nhau, cũng có đi va chạm. Nhưng mà mình bà mình các ông ngày xưa ông va chạm của gì không, bây giờ tôi không biết. Nhưng ngày xưa mà có tí kiểu đầu bóng chất nghệ, có tí đầu màu vàng ấy là ra đường. Ví dụ mà cái ông nào mà nhìn xăm trổ đầu gấu ấy, ví dụ mà va chạm ấy, ui anh có sao không ạ? Ừ anh không sao, em xin lỗi. Nhưng mà đi mẹ mà các ông mà nhìn thấy ông làm đi xe, các ông mà nhìn thấy ông làm đi xe mà hai gương mà địt mẹ mà đeo kính cận đấy nhá, mà đội mũ to to mà va chạm phát là công lổ ai đấy, thế mới máu. Các ông lổ ai, các ông cứng ai đấy, xe các ông ngoảnh kinh lắm. Lông mày kẻ đĩ vãi lồn, Nguyễn Duy ơi, mình không bao giờ mình kẻ lông mày bạn ạ. Một thích mình làm luôn, việc gì mình phải kẻ, mình kẻ mình đi chơi mình dính mưa nó lại nhèm nhèm ra kẻ làm gì. Nói chung là mới làm lại lên nó hơi đậm tí thôi. Các ông bản lĩnh này, các ông đầu gấu này, các ông hổ báo này, các ông bắt nạt bằng người bằng phân công đây. Bây giờ ông đi gym 2543 chẳng hạn, ông gặp một thằng cũng quay quay ZX trắng đây để dọ đây, hai thằng cũng kiểu đôn chề bậc cà ba lê đây đấy, ăn à, chờ đấy gì hay xong đánh nhau không, toàn dình đi mẹ. Mà ngày xưa mình cứ khệnh cứ dình ông nào mà đi xe hai gương ấy, đầu đội mũ hiểm này, xong lại đã cận lại còn đeo kính, ai à, chó điều gì ấy. Càng có anh nào can hiểu không, người can hay người yêu can, nó bỏ ra đi mẹ ăn chó mày, tao cho mày chết để là ấy trời. Ôi, oánh được người mặt đỏ như vang, không đánh mắt không đường không đánh được người mặt vàng như nghệ, đi mẹ à mày mặt tái thái như điện ba pha giật như vừa trôi sông lên, đúng không mọi người, đúng không? Thế ai cũng có thời trẻ trâu, ai cũng có thời gọi là sai lầm, nhưng mà sai lầm tùy mức độ chứ không phải là sai lầm lại đi em đi sao quá, em đi xa lời này quá. Cái gì đó cũng phải có giới hạn. Chứ đừng có lên mạng rồi thấy người này người nọ xong mình đi mình zip link người ta, xong mình vào mình cứ chửi người ta, mình spam. Còn người ta ví dụ một người ta hơn mình 4 5 tuổi, một câu mình đã gọi người ta là anh thì người ta phải tôn trọng. Em ấy, em phải tôn trọng những người khác thì người khác mới tôn trọng em. Em ví dụ em kém anh 4 5 tuổi, em 7 8 tuổi, em vào em vào em nói chuyện anh ơi đôi giày là bao nhiêu tiền nhỉ, ui địt mẹ đẹp thế, như thế là em đéo tôn trọng anh rồi, em không tôn trọng anh thì đéo bao giờ có ai tôn trọng em, thế rồi nhanh. Nói chung ấy người ta quý nhau hay không là lời nói, thì mình nhìn gặp nhau mình quý nhau mình cười mình lễ phép, nên nhớ những cái người nào mà hơn mình vài tuổi mà mình lễ phép người ta ấy, người ta rất quý mình. Chứ địt mẹ mà không phải gặp địt mẹ ai đẹp quá nhỉ anh nhỉ, thế đéo được rồi, gặp lần đầu thế đéo được rồi. Ngày xưa anh nói thẳng luôn là anh có đi ra ngoài đường cũng Hawaii đâm xe đít bạ làm sao đánh nhau các thứ, đánh được người ta thì không sao, đéo đánh được lại dơ, đúng không? Các ông nên nhớ nhá, các ông đừng có thấy những cái người mà người ta đi hai gương, hay là những thấy cái người người ta hiền lành mà các ông cậy có một tí mực mà các ông đánh người ta, là các ông nhiều khi là ông đánh nhầm người đấy, là nhiều khi các ông dở đấy, các ông hỏng luôn đấy. Thằng em tôi chơi này, từ từ lấy đứa thuốc đang kể chuyện với muỗi xuống phòng bố lấy, bố lấy anh mấy đứa thuốc nhá. Thế cho nên là tôi có thằng em nhà kể cho con vợ nghe, có nghĩa là điên hồ. Điên hồ thì đéo hiểu va chạm thế nào ấy, va chạm đúng một ông đi Dream một gương
Để biết một gương hay là hai gương, đại 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 loại là lôm la nhìn rất hiền. Các ông ấy có tí xăm mà, thì người thấy người ta hiền lành thì các ông đừng kiểu được đà đấy. Các ông có tí bắt nạt địt mẹ làm sao thứ ông lao vào đấm nó lé được, là oánh địt mẹ oánh đúng nhất mông của võ. Mấy cái ông học võ mà kiểu mới học thì tùy ông, ví dụ mà kỹ thuật học ông nào mà có cái nhanh nhanh ấy thì học lại được phản xạ nhanh, gặp đúng địt mẹ mà ông cận một chẻ ông lại có võ. À, cậu lao vào cậu đấm phát này biết làm gì không, địt mẹ nó lé được, đá đảo xuống một phát đầu ngất luôn đấy. Ông đánh đi, ông pha hộ cái đúng không, địt mẹ mà đấm phát đầu lé được, đảo xuống đột cái đầu ao ao luôn. Thịt mẹ mày lấy nước xoa và thái dương với cả mắt mới tỉnh dậy. Ơ thôi tôi là ai, tôi ở đâu đấy, ba đêm ba hộ ái. Nên là cẩn thận ra ngoài, đừng thấy các ông hiền mà bắt nạt, chẳng may mà oánh được người ta đéo sao, mà đéo oánh được nhá lé nó bốc sinh nó móc một phát nhà nhá, thịt mẹ mà đá một phát bụng nhá, thở 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 các ông thở như thổi thịt mẹ mày, thổi cho nhau để mát ý. Đấy ông vào mà đỡ, ông đỡ hộ ấy, không đỡ đâu. Kể học võ, học võ những cái người ta học 5 7 năm nhá, phòng ống nhá, ông đỡ bè này đâu, đá một phát quạt cả tay cả đầu kim gãy tay luôn ý, ao ngay, em đừng có đùa. À, không còn nước gì uống à? Thôi uống đọc đi, mày mang cả bao rồi chép lên đi. Đôi bị hỏng, có một đồ gì nha em. Wow, quá. À, mọi người bảo sao mắt mặt mặt mình đỏ, bật 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 điều hòa nóng. Nói chung là bây giờ cái độ tuổi mà đang gọi là độ tuổi mà bây giờ mà đang gọi là trẻ trẻ ấy, thì nói chung là ai cũng có tí máu me trong người, thể hiện mình thế này thì lọ, nhưng mà cái đấy cũng đúng, nhưng mà thể hiện cái gì nó có giới hạn thôi. Đừng thể hiện kiểu sâu sâu quá nó đi mà ăn thanh hỏng đấy. Đến bây giờ hôm anh đi xe anh thế, anh đi lên đoạn đường đèo nào ấy thì có một ông cận ông Black Center, cái đoạn đấy đoạn vòng mình cũng nhìn rộng rồi, mình đã vỉa rộng rồi. Thì con vợ đéo hiểu, con vợ say hay con vợ đóng đít mẹ mà đóng hai gương Accenter đèn một tím, con vợ đóng một phát vào đầu xe mình. Phát đấy mà đấy là lé được rồi đấy nhá. Không phát đấy ông em ăn vào cửa thì thôi, ông em bắt buộc ông em lì xì cho anh ít tí tiền vào cửa, mà móc cửa hay vỡ đèn thì thôi. Một bên đèn nó là bao nhiêu nhở, 27 triệu hay là 30 triệu ấy, đèn mẹ ấy, thì thôi anh cũng phải anh mất lì tí tiền. Em con vợ làm một phát dầm vào xe mình, mẹ mình xuống mình bảo ông đi kiểu gì đấy hả ông ơi, đường rộng thế này, đoạn vỉa nó cua thế này mà có nước có bùn, ông đi mẹ ông đóng 50 60 ông cắm vào đầu tôi, ông bóp phanh trước, ông lại còn bát tí lê, ông dậy ông đéo xin lỗi tôi một câu. Thì bắt đầu mở ra mới nhìn, ôi em đi vội quá em xin lỗi, ông ngã một người ta ông chạy ra xem người ta thế nào. Ông cứ hỏi Đỗ Nam có bảo hiểm đền con cặc bạn ơi, nói thế này cho vuông nhá, bạn là người lạ bạn đâm vào tôi có bảo hiểm, tại tôi có bảo hiểm tôi đền tôi làm đéo mất tiền đúng không, mà tại nhưng mà cái thời gian để tôi đi bảo dưỡng xe này, tôi rửa xe này, xong tôi phải gọi bảo hiểm đến để nó nhìn như nào, nó cấp cho cái giấy là do mình làm này thì bảo hiểm nó mới đền. Thế thời gian mà tôi không có xe tôi gửi đến đấy tôi làm lại xe phải mất vài ngày, thế thời gian tôi đi đấy cái xe của tôi làm ra tiền thì tôi phải dùng cái xe đấy, cái phương tiện đấy tôi đi kiếm lại tiền. Thế tại sao tôi không đến? Có điều là mình đến ít hay đền nhiều, chứ không phải là mình bắt 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 người ta làm về. Ví dụ cái đèn 30 triệu mình phải bắt người ta đền 30 triệu xong mình đi vào làm giấy, mình đi vào làm bảo hiểm mình làm đâu bạn ạ. À, có bảo hiểm đền con cạc tất nhiên là rồi, tùy người, càng khệnh càng phải đền. Được chưa? Ngồi đấy mà cho không á, cho không á, tùy thôi. Cho không ví dụ như này, ví dụ như này cho không này. Một bác chở nước gạo hay là một bác chở hàng, nhìn người ta vất vả, người ta lái Grab, người ta già, người ta bằng tuổi bố mình rồi, sẵn sàng cho không luôn. Được chưa? Còn nếu mà mẹ mày thanh niên mà xuống nhá, thanh niên mà xuống mà lại bảo ô anh ơi
em địt mạ mà ra lại chửi chửi này, ôi không có chuyện là chỉ có đền đâu, không 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 có chuyện là cho không đâu, càng khệnh càng phải tiền được chưa, còn đền hay không nó phải tùy vào thái độ. Trông đâm xong mong alo đấy, bị đâm xe đây nhá, nó đi sai cứ cầm đồ đây nhá, thế thì đâu được rồi. Còn những người làm bằng tuổi bố mình, người ta vẫn đang đi làm ấy, thì mình mới ấy cho người ta, không mình dở hơi à, cho không, thời gian cái xe người ta đi kiếm tiền để trong đấy, cất vào trong đấy người ta đi kiếm tiền lại bảo cho không, cho không cái gì. Thế ra vì sao con vợ cận đấy cũng xuống bắt đầu mình xin lỗi, bảo xe anh bị làm sao, em ơi em nhìn kìa, em đâm, có nghĩa là cả một cái mảng sơn của mình ở cái đầu dưới cái đèn 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 ấy, nó bị bung hết ra, nó bung hết ra. Thì nó xin lỗi thì bảo thôi em ạ, em đi đi, em vội, sau em vội, em đi từ từ thôi. Vừa em đi em đâm thẳng vào xe anh như này, anh đây là anh thực sự là anh không đền em đấy, thế bây giờ anh đền em thì em cũng phải chỉ cho anh mấy triệu anh đi anh sơn lại, đúng không? Thế bây giờ ai mà đâm ông đố lam ông xuống đền đó. Ui ơi, ông phải xuống, ông trả nói người ta quá ấy. Ông có bảo hiểm đền con cạp, đời không cho ai không cái gì đâu, không có chuyện đâm vào xong bắt đầu đền người ta tiền tiền đấy đâu. Nói cái gì nó phải hợp lý, nó phải là hợp lý. Bây giờ ví dụ ông đi một con xe con mẹt đi, người ta đâm vỡ đèn của ông cho không người ta không, ông cho hộ cái đơn giản là chính ông đấy, ông làm đồ lan ông cho người ta không, cho quá. Mà đèn đèn ấy theo mình được biết thì nó ví dụ mà 30 triệu thì mình sẽ bị mất, mình sẽ mất 20% thì phải, đéo biết đâu. Đúng, tôi còn bỏ 21 triệu, tôi mua bảo hiểm 1 năm, thế bây giờ cái tiền bảo hiểm này ai cho tôi? Ông nói chuyện như là nói chuyện bảo đập như những người già, người ta đâm vào mình, người ta không có tiền thì mình còn thôi bỏ qua cho người ta. Chứ bây giờ người ta bằng tuổi bố mình chẳng hạn, người ta đâm vào mình, nhưng mà người ta chẳng may là người ta nhiều người, người ta rất lịch sự, người ta không có tiền chẳng hạn, người ta rất sợ, thôi chú ơi chú tha cho tôi bị thế này, người ta chấp tay thế chẳng nhẽ mình bảo ôi ông đâm vào xe tôi không phải đền, vỡ đèn rồi 30 triệu đây, ai làm thế nó không hay. Mình sống mình còn phải có đức cho con cho cháu mình sau này, chứ làm sao mình đi mình ấy thế được. Chứ làm sao mình đi mình ấy cái ta thế được. Vẫn có người như thế thì tất nhiên rồi em, xã hội phải có người này người kia chứ cũng có đâu. Có đợt mà tôi gặp, tôi đi ở Hàng Giấy ấy, có một con vợ ship đâm một phát cái gương của Mazda 3 nhá, vừa mới lấy xong, ông làm một phát dầm ngược con mẹ mày lên tai thỏ luôn, dựng đứng như tai thỏ luôn, hỏng gương luôn. Vì sao không có đề người ta đâu, xuống chửi tay lọng choạng, không có chửi người ta đâu, xong có đề người ta đâu. Nói cái gì bây giờ nó phải thực tế. Vợ anh đâu, sao không ngủ chung vãi lộn, anh làm gì có người yêu. Người yêu anh chưa có chỉ lấy đâu vợ ở đâu mà vợ. Tôi đéo vào nên tôi chém gió để bốc phét cái gì cả. Tôi toàn nói sự thật thôi. Một sự thật mà tôi đã trải qua rồi. Chứ cứ đéo bây giờ tôi có chuyện mà tôi nghe các anh các chị nói, tôi về tôi kể với các con vợ, tôi lên đây tôi bốc phét với các con vợ thì cũng được cái gì đâu. Hai mốt là đâu nè, 21 Thái Nguyên à, nói nó phải đúng. Ok Thanh Ngọc nhá, thank you em, lâu rồi anh không làm video à. Hôm nay sinh nhật con toàn bộ em ơi. Chưa ngủ, các ông cứ hỏi chưa ngủ nhờ, thì tất nhiên chưa ngủ tôi mới livestream nói chuyện với các ông, nhưng làm sao mà tôi ngủ tôi livestream nói chuyện với các ông được. À Yên Bái à?
Ok. Chào anh em Yên Bái. Anh có ngủ đâu, tí nữa anh nằm anh tí nữa anh nằm xuống xong bây giờ lại xem gái ăn quả lọ bắt đầu mới ngủ được. Thành thói quen ý. Anh kể chuyện đời anh ngày xưa đi. Đời anh là bản nhạc buồn, chờ em remix là phát lên luôn đấy ạ. À.